Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Họp trực tuyến về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Tăng cường bảo vệ khu vực biên giới trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mục Đắk Lắk chuyển đổi số, ứng dụng nhật ký điện tử trong canh tác nông nghiệp. Thời sự trong nước, phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. EU kêu gọi khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Bỉ tăng cường an ninh tại nhà ga lớn nhất nước là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, tham dự có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn từ ngân sách trung ương đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là gần 84.000 tỷ đồng. Ước đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 47,8% kế hoạch. Cả nước có 6.022 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt hơn 73,6%, tăng 11,3% so với cuối năm 2020. Có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại tỉnh Đắk Lắk, tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,72 tiêu chí một xã. Một đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5-2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,5% so với cuối năm 2022, đạt kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành, kiểm tra đôn đốc và tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án tại các địa phương, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch giao hàng năm và giai đoạn 2021-2025. Chiều nay 28 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Các đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, thực hiện dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt giá đất có dự án đi qua. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dự án dự kiến trên 1.185 tỷ đồng. Tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2023, đã giải phóng và nhận mặt bằng được 133 trên 322 ha, đạt 70,15%, tương ứng với 29,65 km trên 48,09 km toàn tuyến. Về dự án thành phần 2 qua địa bàn các huyện Eka, Madrak và huyện Krông Bông, có tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 331 ha, đến nay đã bàn giao 29 ha, bằng 5,8%. Hiện các nhà thầu đã xây dựng lán trại, hoàn thành công tác thỏa thuận các vị trí mỏ vật liệu xây dựng và bãi chứa vật liệu với các địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, thực hiện giải ngân kinh phí bồi thường phải minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các nhà thầu nhanh chóng triển khai các thủ tục liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng để thống nhất vị trí, trữ lượng cho việc triển khai dự án. Sáng nay 28 tháng 8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt và tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
Đồng chí Bianie, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự. Đắk Lắk có hơn 2.200 sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Trong những năm qua, sinh viên các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đã thi đua học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các sinh viên đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập và rèn luyện. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bianie, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk biểu dương thành tích của những sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu, mong các sinh viên tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc thiểu số, khuyến khích sinh viên trở lại quê hương làm việc sau khi tốt nghiệp, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội, đồng thời gương mẫu và tích cực tuyên truyền bà con buôn làng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã khen thưởng cho 62 sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 8 năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp huyện ủy Chư Quynh tổ chức phát động quần chúng tại xã Tiêu, xã Cờ Tua và xã Bờ Hốc. Tham dự buổi phát động có đồng chí Hờ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại các buổi phát động, người dân được nghe khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, tuyên truyền về đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trao đổi tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lắng nghe ý kiến trao đổi của cán bộ thôn buôn, nắm tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Qua các buổi phát động đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới và các phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023. Nhằm giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn địa bàn khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, chủ trì phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trên biên giới. Những ngày này, cùng với các đơn vị trên tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng IRV đang tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là ngày lễ trọng đại của đất nước, cũng là thời điểm các đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động, nên mỗi cán bộ chiến sĩ đều nâng cao ý thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, cũng như công tác nắm tình hình ở địa bàn trong quần chúng nhân dân, triển khai lực lượng đội phòng chống ma túy và tội phạm, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng và đồng thời. Đối với đội công tác trinh sát thì luôn luôn nắm dư luận cũng như nắm các thông tin về các loại đối tượng. Thì đối với đơn vị thì thực hiện cái kế hoạch bảo vệ biên giới đấy thì toàn bộ 100% cán bộ chiến sĩ của đơn vị là quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình nội ngoại biên từ sớm từ xa, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý chặt chẽ biên giới địa bàn, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát biên giới, chủ động quan hệ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện để trao đổi thông tin, tuần tra bảo vệ biên giới, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các đối tượng phản động, khủng bố, hoạt động phá hoại xâm nhập qua biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh và làm tốt công tác đảm bảo hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới. Cái nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp 2 tháng 9 triển khai đồng bộ các biện pháp công tác duy trì, quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quản lý, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh, thành lập một tổ đốc chiến do một đồng chí phó chỉ huy trực tiếp phụ trách kiểm tra trên biên giới cũng như địa bàn, kịp thời động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cũng như để làm hiểu rõ cái nhiệm vụ
chính trị được giao của mình, không lơ là, mất cảnh giác và bị động bất ngờ. Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép ở khu vực biên giới. Qua đó kịp thời ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, du lịch cộng đồng là mô hình đang được tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện. Loại hình kinh doanh này góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, không gian văn hóa, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế bền vững. Homestay Ama Hờ Mai ở Buôn Cờ Mơm, Brông Bê, xã E Tu, thành phố Buôn Ma Thuột hiện trưng bày hơn 1.000 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý, hiếm và lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Với mong muốn đưa được những hiện vật và giá trị văn hóa đến với cộng đồng du khách, chủ homestay này đã mở rộng thêm không gian cho du khách uống cà phê và lưu trú. Tháng 10 năm 2022, homestay Ama Hờ Mai đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk công nhận là điểm du lịch với kỳ vọng sẽ là một điểm đến cho du khách có nhu cầu tham quan tìm hiểu về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, góp phần phát triển du lịch cộng đồng địa phương. Tôi thấy cái hiện vật văn hóa của họ bị mai một đi rất nhiều. Lúc ấy tôi không hiểu nhiều lắm nhưng tôi sưu tầm những cái đấy. Họ cứ bán cái gì là tôi mua hết. Sau đấy thì tôi về tôi tìm hiểu và tôi thấy rằng có nhiều cái mình chưa biết về họ. Thế có nhiều cái để tìm hiểu thì mình phải giữ gìn lại từ những cái hiện vật đấy thì mình sẽ tìm hiểu thêm được về đời sống, về văn hóa vật chất, đời sống về tinh thần của người bản địa trên Tây Nguyên. Tâm huyết với việc bảo tồn văn hóa của dân tộc mình, bà Hờ Len Nie ở Buôn A Cô Thông, thành phố Buôn Ma Thuột đã xây dựng ngôi nhà sàn của gia đình thành quán cà phê, nhà hàng. Nơi đây gây ấn tượng với du khách bởi những ly cà phê được pha chế sang say hoàn toàn theo cách truyền thống, các món ăn được chế biến độc đáo theo cách của người dân tộc Ede. Buôn A Cô Thông được xem là điểm nhấn trên bản đồ du lịch của thành phố Buôn Ma Thuột. Nhiều hộ dân trong buôn hiện sinh sống bằng nghề dệt thổ cẩm, làm rượu cần, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ và mở cửa hàng bán đồ lưu niệm phục vụ du khách. Đầu tháng 3 vừa qua, buôn A Cô Thông được công nhận là buôn du lịch cộng đồng. Đây là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk. Du lịch văn hóa cộng đồng thì là nghĩa là cộng đồng mà mỗi một điểm đều có một cái cộng đồng riêng. Nhưng mà buôn Ama Y Thuột tỉnh Đắk Lắk của chúng ta là cộng đồng người Ê Đê. Cho nên là nghĩa là nếu chúng ta cùng chung tay làm đúng và hướng đúng, chúng ta sẽ phát triển tốt về cái mô hình cộng đồng này. Nhằm phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết 08 về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh chọn 5 thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số để tập trung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Các buôn được chọn làm mô hình điểm sẽ được hỗ trợ xây dựng bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, biển chỉ dẫn, tập huấn cho người dân các kỹ năng phục vụ khách du lịch. Tỉnh sẽ tiếp tục là xây dựng phát triển thêm nhiều cái mô hình du lịch cộng đồng tại các thôn buôn khác của nhiều dân tộc khác nhau để mà tạo ra nhiều cái sản phẩm gọi là sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Đắk Lắk mà để tạo nên một cái sự khác biệt giữa Đắk Lắk với các tỉnh thành trong cả nước và đó là một cái thế mạnh của Đắk Lắk mà tỉnh đang hướng tới đến năm 2030. Từ thành công mô hình làm du lịch cộng đồng ở Buôn A Cô Thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất hỗ trợ thêm 2 buôn để phát triển du lịch cộng đồng là Buôn Cốp, xã Drei Sáp, huyện Krông Anna và Buôn Chí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc tại Đắk Lắk không chỉ hướng đến mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch giàu bản sắc mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk là địa phương có diện tích cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả lớn của cả nước. Thời gian qua, các hộ dân doanh nghiệp đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các công đoạn từ chăm sóc đến tiêu thụ. Trong đó, việc ứng dụng nhật ký điện tử giúp các hộ dân doanh nghiệp ghi lại quá trình sản xuất sầu riêng, phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc, cấp mã vùng trồng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh trên thị trường.
Ứng dụng nhật ký điện tử và các giải pháp công nghệ số khác bước đầu đã giúp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Phát ở xã Eta, huyện Chư Mờ Ga chủ động theo dõi, kiểm tra đánh giá các điều kiện tự nhiên trong sản xuất sầu riêng bền vững. Đến nay, các thành viên hợp tác xã đã quen với việc ghi chép nhật ký điện tử. Nhờ ứng dụng công nghệ số mà tưới nước, bón phân và giám sát vườn cây đều được thực hiện qua ứng dụng, được điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh. Toàn bộ cái diện tích của gia đình em thì là tất cả là đều áp dụng theo tiêu chuẩn của VietGrab, là hệ thống tưới tự động này, rồi là quy trình bón phân, rồi là bảo vệ thực vật là đều theo cái tiêu chuẩn của VietGrab. Và trên vườn cây nhà em thì cũng có nắp hệ thống camera an ninh là để đảm bảo cái an toàn cho cái vườn cây của mình. Để duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch, nhiều hộ trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã từng bước chuẩn hóa vùng trồng, xây dựng nhật ký điện tử thông qua gắn chip từng cây và cấp mã vùng trồng, qua đó giúp người trồng sầu riêng quản lý tốt quy trình chăm sóc. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng mong rằng thế là tất cả các cấp ban ngành đấy trong cái cơ sở bên hội sầu riêng thì làm sao là có cái sự quan tâm và áp dụng ấy có cái là cái khoa học và cái gì là nó tốt nhất để đem lại là cái sản xuất thế rồi là cái việc làm sầu riêng cho bà con để có kết quả cao. Ứng dụng nhật ký điện tử trong canh tác nông nghiệp giúp người dân ghi nhận vật tư đã sử dụng, các hao hụt chi phí nhân công trong quá trình sản xuất làm căn cứ để tính giá thành của sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thanh kiểm tra trực tiếp các hoạt động của doanh nghiệp hộ sản xuất, chủ động đánh giá được chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp hộ sản xuất có đáp ứng được các tiêu chuẩn đã đăng ký. Cái việc mà chúng ta phải luôn luôn cập nhật các cái công nghệ từ cái giống rồi quy trình trồng rồi đến quy trình trồng chăm sóc hay là quy trình quản lý rồi thì cái cách truyền thông, cái cách xây dựng thương hiệu là chúng ta phải luôn luôn cập nhật với cái xu hướng. Và ngoài cái việc cập nhật để không bị lạc hậu so với người ta, chúng ta còn phải tìm được những cái sự khác biệt thì chúng ta mới có thể cạnh tranh thị trường được. Để thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thời gian tới tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đối với các loại cây trồng, ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ khuyến khích nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh.